Bảo vệ hóa học. Làn da của mình có hai cái hệ thống tuyến này nè. Cái này là tuyến dầu. Ê, xin lỗi, cái này là tuyến mồ hôi nè. Tuyến mồ hôi, đây là lỗ thoát của tuyến mồ hôi. Đây là tuyến dầu, lỗ thoát của tuyến dầu. Thì hai cái tuyến này nó sẽ tiết ra một cái lớp màng hydrolipid hồi nãy chị ghi. Ở trên bề mặt này với cơ chế bảo vệ. Cái tuyến này là hệ thống của dầu và nước. Nó sẽ nằm ở đây với nhiệm vụ cân bằng độ pH của da. Ví dụ mình rửa mặt quá nhiều lần trong ngày thì làm sao? Mình làm mất đi cái lớp màng này. Và cái lớp màng này khi nó mất đi, nó sẽ có một cơ chế sinh lý là kích hoạt ở dưới tăng sinh lý. Nên làm ơn đừng có làm cái gì mà nó làm mất đi cái sinh lý đó. Nó phải là bình thường. Vậy thì cái việc lựa chọn sữa rửa mặt nó phải phù hợp vào da khách hàng. Nếu mà da đang tổn thương thì mình chọn những cái sữa mặt dạng gel mụn tổn thương, đúng không? Vẫn có khả năng làm sạch nhưng mà làm không có quá bong chóc bề mặt. Nếu mà da mới quá dày sừng nhiều dầu nhưng mà không có tổn thương, mình có thể chọn cái dạng foam. Thì cái dạng foam, cái dạng tạo bọt rất sạch, đồng nghĩa nó rất sạch nhưng mà nó lấy đi luôn cái lớp màng này của chị. Chị không thích vậy thì da rất khô, đúng không? Em rửa mặt bằng sữa rửa mặt tạo bọt á, nó rất là sạch nhưng mà rất khô. Rửa chén xin like thấy không, tao quảng cáo cái dĩa không, là da mình nó mất độ ẩm nó cũng két vậy đó. Thì khi mà nó mất cái gì trên bề mặt lại ở dưới kích hoạt lên, nhớ đây là sinh lý mà, để yên nó, đừng làm mất cái lớp màng này của chị, được chưa? Mấy người mà da nám, da khô dở, da lão hóa cơ bản là họ đã bị thiếu ẩm rồi, nên là đừng có cho họ xài những sữa rửa mặt dạng foam, dạng gel, những cái dạng nào nó dịu nhẹ, làm sạch vừa phải nhưng mà đừng mất đi lớp màng, hoặc là em phải cân bằng lại cho người ta, trả lại cái sự cân bằng. Tại sao người ta cứ kêu em xài toner? Beauty blogger tối ngày tranh cãi cái vấn đề mà toner có quan trọng hay không. Quan trọng chứ, nó trả lại cái sự pH cân bằng. Trong sữa rửa mặt có rất nhiều sulfate, thì cái chất đó là cái chất tẩy rửa. Nó tẩy rửa mặt, nó rửa hết, nó rửa trôi hết những cái lớp ẩm, những cái màng ẩm trên bề mặt. Trả lại cân bằng cho chị. Được chưa? Quan trọng chứ, cực kỳ quan trọng. Bây giờ em không trả lại cân bằng đi, cái da này đang khô, em thoa serum đằng sau vô, nó đâu vô. Cho dù em đang xài một cái kem rất là mắc tiền, Estee Lauder, Lancôme gì đó 3-4 triệu, nhưng cái tay làn da này nó không hấp thu thì sao? Lãng phí. Những cái sữa dưỡng, những cái gì mà kem dưỡng phục hồi, nó phải thoa trên nền da ẩm nó mới vô, tại nó thân nước. Em cầm một chai sản phẩm lên có phải chữ water nằm đầu không? Nó phải là dung môi nước, nó mới hấp thu, nó mới vào được. Mà nền da khô làm sao nó xuống?